nay mình ra xem thử cái tổ chim xem sao. Rồi em nó bay đi rồi, để xem tìm thử ra đây có con đây không nha. Em nó đang đứng. Mọc lông thì rất dễ thương. Em nó mọc lông. Người chuẩn bị bay rồi. Em đã chuẩn bị bay rồi. Hèn chi mà nãy mình ra mình thấy mẹ nó bay lại cho là đút mồi ăn. Nhưng mà mình nhìn cái tổ là không thấy em. Là em đó. Em mọc lông đã đầy đủ rồi, đã chuẩn bị bay rồi. Dễ thương chưa? Wow. Là em nó bay từ cái ổ, từ ổ đến đó thì gần thôi. Hôm qua có mưa, trời có mưa mà đấy là em nó ướt, nhưng cuối cùng là em nó có một lông đầy đủ, tổ trong lòng. Bông giấy của mình hôm nay nó to quá, định là Tết cắt mà chưa cắt được, là thấy nó ra nhiều cho nên mình chưa cắt. Đi hướng này thì xem. Có màu trắng nè. Theo hướng này vậy. Nó cũng vàng đó các bạn. Mình thấy mình nên nó cũng vàng. Sau lưng anh đó, sau lưng đó. Ôi chú chá, anh ỉa. Quá dễ thương luôn. Quá dễ thương luôn. Chắc anh ở, nếu mà không ai phá thì anh có thể anh ở đây ngày mai. Mình
nghĩ là cái ngày mà 15 là anh sẽ bay, anh sẽ bay được. Ngày 15 là coi như là không còn cách ly xã hội nữa, có thể anh bay đi, anh giải phóng corona luôn. Mình quay toàn cảnh từ dưới rồi ngang phải ngang trái để các bạn xem. Sáng mình chạy ra mình xem em nó bay đâu rồi cuối cùng. Thấy mẹ là mình nghĩ là chắc còn đây. Xin chào các bạn nha. Mình quay lại mình tìm để xem thử cái hôm qua mưa ảnh nó còn không. Cuối cùng coi như là lông lá mọc đầy đủ, chuẩn bị có thể ngày 15 là anh bay luôn. Chào các bạn.